đây biết này, Việt Nam của mình kia biết này, nhớ nhung. Xa quê lên chốn đô thành, chằn lòng con nhớ thương nhiều mẹ cha. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta uống nước nhờ.
quay ra. À đúng rồi, đang quay. Cái này mấy cái sốt của mèo mới cắt chở họ lên đây. Họ lên đây này. Rồi em chớ dâu hay ngại ngùng thẹn thùng, chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi. Em đừng e ấp hay dai bày lòng cùng anh. Em chỉ mong rằng chúng mình chào nhau. Yêu hãy giữ trong lòng mình thật thà, dù đời nhiều đổi thay nhưng trọn đời mình yêu nhau. Em chỉ mơ ước thế anh làm vừa lòng. Qua thằng bác không? Tại giờ bác kia. Thằng bác nào bác ấy à? Bác khóa. Bác khóa. Mở. Đêm tối quay ngẹn ngào nói không lời. Ngẹn ngào không nói không lời. Tại sao khóc? Tuy nhiên là thấy nó thật. Vậy ai ông này ông này là má là má má con đây là con đúng rồi bấy tay chào đi, mà bấy tay chào đi. Bấy tay chào, bye bye. Chào, cúc, cúc. Bye. Còn một muỗng này. Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng dần yên kia gì. Hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Em biết làm sao? Mùi tóc làn môi và thư tình anh xin ngậm nước đó lan đó kìa Đức Mập kìa. Ôi Đức Mập rồi nhảy xuống. Hay quá. Vui tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, khóc chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà tơi.
Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bến khác. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùm em nào ước muốn sâu sáng, bởi tình xuyên trái ngang. Em vì chữ hiếu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào chấm đắng muôn cây. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Vì sao em nhớ anh thế này? Đò chạy đi chuyện. Xa kề. Mùi yêu còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu cô hay? Tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em hiền nhiên chiếm ngự hồn anh. Ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi ước gì mình là đôi. Thank you.
mưa đừng rơi qua chốn này, phải chỉ hôm nay em đừng đốt mưa đứng.
Alo. Cô Dung. Cái này là trứng nhồi thịt. Trứng nhồi thịt. Hay vậy. Nhồi trong nó khâu lại à? Không. Ờ chỉ đôi thôi. Ờ bỏ làm đôi xong lấy cái lòng đỏ ra bỏ lại rồi nhồi thịt vào. Đúng rồi. Đó. Đó. Không quay người cũng phải quay. Lại ăn đi. Rồi, cái rau này rau gì? Này rau bí, rau bí xào tỏi. Bí xào tỏi. Đấy, má sao má nghĩ bí xào tỏi đúng không? À. Đúng như hồi xưa không? Đúng ạ, đúng ạ. Đấy. Có cả luộc nè. Đấy, có hồng sợ này, canh chua nấu với gân bò. Gân bò nấu với dưa chua. Đúng rồi. Đấy, bà cụ chưa gì ăn tráng miệng rồi kìa. Đấy, sầu riêng. Đây. Đứa em trai dễ thương này, coi nhà bộ ngoại giao của bà Thi, phải không? Bộ tổng tham mưu, đại diện cho má, đúng không? Trưởng ngôn viên, trưởng ngôn viên. Đây này, đấy hồi trưa đi ăn bánh mì bác nha, ngon nha, bác lái xe ngon nha. Cái tiếng Philippines này. Còn đây nhát. Đấy, hôm nay thiếu cô Nguyệt. À, đẹp dành hết từ bữa cơm. Nay sáng mai đi. Tiện con lên đường. Bác tổng Việt Nam, mọi người có thể về Việt Nam biết bác hả? Biết. Trên toàn thế giới đi ăn chơi đâu biết thế.